Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 12 tháng 8 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, khu vực vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.